Skyborg, bộ não trí tuệ nhân tạo thành công trong tổng hợp máy bay không người lái. Không quân Mỹ vừa tiến hành một chuyến bay thử nghiệm được cho là mở đường cho các chiến đấu cơ do trí tuệ nhân tạo điều khiển. Phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân Hoa Kỳ thông báo rằng hệ thống chủ yếu tự động Skyborg, hay còn được gọi là ACS, đã thực hiện thành công chuyến bay trên máy bay không người lái General Atomic Avenger tại căn cứ không quân Edwards đánh dấu lần thứ hai tập hợp các đề nghị được đưa ra đã thử nghiệm một máy bay không người lái và chứng minh rằng nó có thể kết hợp vào các máy bay không người lái khác nhau. Chiếc Adventure do Skyboard điều khiển đã bay trong 4 tiếng rưỡi vào ngày 24 tháng 6, 2021. Sự kiện thử nghiệm lực lượng lớn Orange Flag tại căn cứ không quân Edwards thuộc tiểu bang California. Orange Flag là sự kiện huấn luyện do cánh thử nghiệm 42 tổ chức một năm ba lần, tập trung vào việc kết hợp và đổi mới kỹ thuật trên nhiều mức độ sẵn sàng của kỹ nghệ, theo một thông cáo báo chí của không quân. Theo không quân Hoa Kỳ cho biết là chiếc Avenger Bay trong các cuộc thử nghiệm tại Orange Flag được chỉ định là MQ-20. Avenger bắt đầu chuyến bay dưới sự điều khiển của con người trước khi được giao cho Skyborg ở độ an toàn cao một trạm chỉ huy và điều khiển theo dõi chuyến bay của máy bay không người lái do Skyboard thực hiện. Một loạt các hành động căn bản cần thiết để mô tả hoạt động của hệ thống an toàn, bao gồm tuân theo các lệnh hướng dẫn, bay trong các ranh giới xác định được gọi là hàng rào địa lý, tuân thủ an toàn hoạt động bay và thể hiện động cơ phối hợp. Trong khoảng thời gian này thì máy bay không người lái UTAP-22 Mako mang theo hệ thống chủ yếu tự động đã hoàn thành một loạt các hoạt động bay căn bản. Điều này đã xác minh khả năng hoạt động an toàn của hệ thống chủ yếu tự động. Đầu tháng 5 2021, máy bay không người lái UTAP-22 Mako đã được đồng hành cùng với máy bay chiến đấu F-16C trong một chuyến bay thử nghiệm khác, thể hiện khả năng phối hợp giữa máy bay có người lái và máy bay không người lái được điều khiển bởi hệ thống chủ yếu tự động để ứng phó với các mối đe dọa khác nhau trong môi trường chiến đấu đối kháng cao. Để đạt được mục tiêu này thì dự án chủ yếu tập trung vào bốn khả năng của máy bay không người lái: cất cánh và hạ cánh tự động, có thể tránh máy bay khác, địa hình, chướng ngại vật và thời tiết xấu trong khi bay, cho phép tự điều chỉnh để đạt được sự thay thế cấu hình nhanh chóng, áp dụng mô hình tương ứng với các nền tảng bay hiện tại và tương lai. Kỹ nghệ Skyborg sự kết hợp giữa hardware là hệ thống chủ yếu tự động và software được thiết kế để vận hành như một bộ não của một máy bay tự vận hành, cho phép nó thực hiện sứ mệnh mà không cần đến sự can thiệp của con người. Các cuộc thử nghiệm bổ sung thêm nhiều máy bay hơn vào danh sách các nền tảng mà Skybot đã bay thành công, đưa không quân tiến gần hơn tới một tương lai trong đó các phi công bay cùng với những cánh bay trung thành do trí tuệ nhân tạo điều khiển được trang bị cho chiếc máy bay không người lái chiến thuật Kratos UTAP-22. Skyborg đã thể hiện được các tính năng bay lượng căn bản và cách phản ứng với các lệnh hướng dẫn, trong khi phản ứng với hàng rào địa lý, tuân theo đường giới hạn bay, cũng như thể hiện khả năng điều động phối hợp. Trong tương lai, hệ thống software này sẽ được gắn trên máy bay có người lái hoặc các máy bay không người lái để thực hiện hóa các chức năng tác chiến không người lái và đồng hành. Avenger thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2009 với tư cách là máy bay phản lực nối tiếp của nhóm Predator Reaper của General Atomics, có tốc độ nhanh hơn, thời gian bay 20 giờ, có thể mang theo vũ khí bên trong khoang và bên ngoài. Chuyến bay thử nghiệm được giám sát từ cả trên không và trên mặt đất. Tính đến năm 2017, General Atomics đã xác nhận chỉ bán một máy bay không người lái Avenger cho không quân, nhưng tối đa là 7 khung máy bay bổ sung đã được bán cho một tổ chức chính phủ Hoa Kỳ không được tiết lộ. Vào tháng 12 năm 2020, General Atomics cũng như Boeing và Kedos đã nhận được hợp đồng cung cấp máy bay không người lái cho chương trình Skyborg để thực hiện mang các hệ thống được phát triển theo chương trình đó trong các cuộc thử nghiệm trong tương lai. Skyborg sẽ là nền tảng của hệ thống máy bay yểm trợ trong các sứ mệnh chiến đấu cho phép phi công trên máy bay điều khiển một hoặc nhiều thiết bị bay không người lái được gài đặt Skyborg. Hệ thống sẽ được mở rộng thêm tính năng nếu cần thiết, ví dụ như khai hỏa hoặc là phóng hỏa tiễn nhắm vào máy bay có người lái, hoạt động yếm trợ trên không. Tuy nhiên, thiết bị này cũng có thể trinh sát trên không, đánh lạc hướng, tự thực hiện không kích theo chỉ dẫn của phi công. Máy bay không người lái UTAP-22 Mako chỉ là một trong số các thiết bị thuộc chương trình không quân Mỹ. Trong tương lai thì hệ thống chủ yếu tự động do dự án Skyborg phát triển sẽ tham gia không chiến thông qua hai phương thức. Một là kết hợp trong máy bay chiến đấu có người lái, hoạt động như một phi công thực để giảm bớt gánh nặng cho con người. Hai là kết hợp trên nền tảng không người lái để đạt được phương tiện bay không người lái tự động. Chủng tướng Dale White, giám đốc chương trình máy bay chiến đấu và máy bay tân tiến Skyborg PEO, cho biết, chúng tôi vui mừng trước thành công của chuyến bay thử đầu tiên của bộ não hệ thống Skyborg. Đây là bước đầu trong cuộc chạy đua về sự phát triển của công nghệ Skyborg. Theo đó, chuyến bay thử nghiệm thành công chỉ là phần nổi của tảng băng. Do không quân Mỹ có kế hoạch cho một phi đội bay không người lái Skyborg nhằm hoạt động cùng với máy bay chiến đấu có người lái, và thực hiện các nhiệm vụ có thể gây nguy hiểm cho phi công. Skyborg cũng có thể hộ tống máy bay chiến đấu có người lái để hỗ trợ. Trong trang Popular Mechanics, không chỉ giúp tăng khả năng sống sót cho phi công, Skyborg còn có thể giúp tiết kiệm chi phí cho quân đội. Việc vận hành một máy bay không người lái chỉ bằng phân nửa chi phí của các chuyến bay có người lái. Điều đáng chú ý là dự án Skyborg đã thúc đẩy sự phát triển của máy bay không người lái phải có tính tiêu hao. Điều này cũng có nghĩa là chi phí thiết bị loại máy bay không người lái sẽ rất thấp. Loại không người lái này có thể bỏ đi khi cần thiết, cũng có thể tái sử dụng, từ đó gia tăng tính linh hoạt trong các hoạt động chiến đấu trên chiến trường. Đồng thời thiết kế cho phép nó mang theo nhiều loại thiết bị phát hiện, phản hồi ghi nhận và vũ khí để thích ứng với các môi trường chiến đấu khác nhau và tạo thành một đội hình chung với các nền tảng khác để thực hiện các nhiệm vụ chẳng hạn như trinh sát chiến trường, tấn công tự sát và tiêu diệt các mục tiêu đô thị. Tháng 12 năm 2020, máy bay không người lái XQ-58A Valkyrie cũng thuộc dự án Skyborg đã bay cùng với F-22, F-35A và F-35B đồng thời đã giữ vai trò là cổng giao tiếp và kết nối dữ liệu giữa F-22 và F-35A. Không quân Mỹ không giải thích tại sao dự án Skyborg lại chọn máy bay không người lái Mako trang bị hệ thống chủ yếu tự động để thử nghiệm mà không phải là xq 58 a Valkyrie. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng không quân Mỹ sẽ chọn xq 58 a Valkyrie trong giai đoạn thử nghiệm sau Điều này nhắm thúc đẩy phát triển khả năng phối hợp của máy bay không người lái. Skyborg là một hệ thống trí tuệ nhân tạo cấu trúc mở cho các phạm vi từ cất cánh và hạ cánh ban đầu, kiểm soát bay cấp độ trung bình trong không phận phức tạp đến khả năng phán đoán trong không chiến tầm cao toàn diện, có đặc tính giá thành và chi phí bảo trì thấp, và tiêu hao ít sau khi tạo thành một đội bay có thể nhanh chóng đánh bại đối phương và nhanh chóng đưa các hành động mang tính quyết định trong môi trường đầy thử thách. Sự khác biệt giữa Skyborg và các máy bay không người lái trước đây là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho máy bay tự chủ hơn và có tiềm năng tự học hỏi từ các quá trình huấn luyện. Skyborg rất quan trọng đối với không quân Mỹ. Phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân muốn hệ thống có thể thực hiện các nhiệm vụ như cất cánh và hạ cánh, thậm chí tự đưa ra quyết định trong chiến đấu dựa trên các biến số tình huống. Những người điều khiển với Skyborg được trang bị hệ thống thiết bị phát hiện, phản hồi, ghi nhận của riêng có thể dễ dàng nhanh chóng bổ sung các khả năng mở rộng bằng cách liên kết với máy bay có người lái bay trong tầm nhìn. Hệ thống tự chủ của nó sẽ giúp tăng gấp bội phần sức mạnh chiến đấu của không quân. Sau chương trình lần đầu tiên được tiết lộ vào năm 2019, phụ tá bộ trưởng tiếp thu kỹ nghệ và hậu cần của lực lượng không quân Will Roper cho biết ông muốn xem xét cuộc ra mắt hoạt động trong vòng hai năm chuyến bay thử nghiệm mới nhất của adventure được trang bị skyboard cho phép không quân nâng cao tiêu chuẩn về các khả năng mới có thể thực hiện được nhờ các kỹ nghệ mới nổi và chuyến bay này là một cột mốc quan trọng trong việc đạt được mục tiêu đó